Rồi, hello anh em đã quay trở lại ở kênh của Minh Biker. Thì hôm nay cũng tâm sự với anh em, xe mình bán thiệt thì cái mấy con xe này á, mấy anh em vô bình luận rất là toxic, kêu là che đầu dê bán thịt chó. Rồi clip trước luôn á, anh em vô comment rồi nói là gì 38 triệu đưa trước hay trả góp gì đó. Thì con xe này cũng bán ba mấy triệu cho anh em. Thì xe này lý do sao nó có là bởi vì những anh em người ta đi xe này nè, người ta muốn đổi phân khối lớn thì người ta chia lại cho mình, rồi mình chia lại cho anh em thôi đó. Và xe là phải phải ngon. Và cái cách mình bán xe, dù cái xe nó rẻ tiền hay mắc tiền gì á, thì mình vẫn đối xử với anh em là vẫn như xe cao cấp đó. Ví dụ như anh đây là người thật việc thật nè, anh mua xe đúng giá đúng không anh? Rồi, ok, đúng giá mà. Rồi anh yêu cầu em làm gì em có làm theo cho anh không, nhanh quá gọn lẹ mà quá không có chậm ok, chạp đúng không? quá rồi ok, quá Đó ok. đó là cái cách mình tiếp khách, có nghĩa là khi mà anh em đến á, dù anh em mua có xe xe đối với mình quan điểm á, anh em mua con xe này bây giờ xe nó rẻ nhưng mà người ta tập chơi, người ta mới chơi, người ta chơi mấy xe này cho quen, mai mốt người ta tới ủng hộ mình là con xe bự hơn. Chứ đâu phải là nhiều người trên mạng nó thấy người ta vô mua xe nhỏ rồi mới tiếp, còn xe lớn không tiếp. Nhiều người tôi xích người ta chưa mua xe bên em á, cái người Đúng ta nói rồi. vậy á, người ta chưa có mua, nhưng ảnh mua rồi á thì ảnh biết là hả, khi mà ảnh yêu cầu mình làm gì là mình tranh thủ mình làm cho ảnh liền Quá chứ ok không đi, có tao để. cháu rước là vô luôn đó. Cậu nhìn đó. Đó thì mình ra tới chỗ mình rước anh vô, thì xe lớn xe nhỏ gì cũng phải tùy anh em chứ không phải đâu. Tại mình tâm sự luôn anh em, đây quay cho anh em xem, xe này xe còn đẹp lắm anh em, chứ không phải là xe rẻ mà nó nát nè. Anh em coi trừ cái kính chắn gió nè, dĩa nè, anh em không có sọc xước thì luôn nè đó, dĩa còn mới tinh không có sọc xước, vỏ là còn đủ gai. Thì nói chung mình phải cũng phải lựa anh em, dù xe nó rẻ mình cũng phải lựa đàng hoàng cho anh em. Này ABS trước sau. Dạ đúng rồi, bản này ABS trước sau, biển Sài Gòn ABS trước sau đó. Còn anh em muốn xe mắc là có nè, xe có giá đỡ điện thoại nè đó, giá đỡ điện thoại đầy đủ đồ chơi, nói chung là không có tốn cái gì hết. Mình chia sẻ anh em luôn là mình là một người hiện tại vẫn chưa có lập gia đình. Tại bởi vì sao đó, nói cho anh em nghe, tại vì mỗi mà anh một anh em tới mua một chiếc xe á, là mình đều có một cái sự mang ơn anh em. Dù mình lời 1.500.000 đó cũng là một cái sự mang ơn, tại vì chính những người anh em này đã mua xe mình, ủng hộ mình để mình có cơm. Mình chưa lập gia đình bởi vì gì, để mình phải lo cho bà ngoại mình, gia đình mình đó. Bà ngoại mình bệnh đồ này nọ rất là nhiều, tuổi già anh em bảy mấy 80 tuổi thì anh em nghĩ đi, bệnh rất là nhiều, tiểu đường rồi hả xương khớp đó. Thì anh em nào mà đã lo cho người già thì anh em biết, cho nên mình vẫn chưa lập gia đình để mình cố gắng làm để lo. Tại vì từ nhỏ đến lớn là ba mẹ mình không ở bên nhau, mình phải ở dưới ngoại, nên bây giờ mình phải có nhiệm vụ để mình lo cho người già đó. Còn anh em nào mà đã từng lo rồi anh em biết, cho nên đối với những anh em mà tới đây mua xe là mình, anh em đừng có nói mình khinh người hay là mình chê bai gì hết. Anh em mỗi anh em đều mua một chiếc xe là mình trong mình là có sự mang ơn nha anh em, có nghĩa là mình biết ơn những anh em đó đã tới ủng hộ mình. Tại vì có rất là nhiều người bán xe chứ đâu phải riêng gì mà một mình đâu đúng không em. Người ta mến, người ta muốn ủng hộ mình, người ta muốn cho mình chén cơm đó đó, người ta mới tới người ta mua, chứ không có vụ mà mấy anh em trên mạng rồi nói mình là treo đầu dê bán thịt chó rồi làm gì có xe giá này rồi mà bán xe rẻ không chịu trả lời comment vậy đó, nhiều comment lắm. Anh có đọc bán xe rẻ không chịu trả lời, người ta tới mua xe rẻ không tiếp, bán xe mấy trăm triệu mới tiếp vậy đó. Nhiều comment thì đây là người thật việc thật luôn. Tại bữa nay mình xin ảnh, mình xin phép ảnh là mình mới quay, là khi mà anh mua chiếc xe hiện tại là xe này nó rẻ nhất là trong cái dàn xe của mình đó, thì anh có thấy là bên em có đối xử với anh là giống như một người khách dởm không hay là gì không đó, thì cái anh này tự trả lời tiếp luôn cũng như là khách VIP thôi đó. Thì đó, cái này là anh em mua xe bên mình tự đánh giá luôn chứ không có cần mình nói nữa. Tại vì trước mình đăng cái clip này lên là ảnh vô bình luận anh cũng thấy luôn, anh cũng thấy bình luận đúng không anh, nó đăng clip lên nói gì trả trả trước trả trước ba mấy triệu gì đó. Thì nói chung anh em xe này thì lúc giá xe mới thì nó mắc thiệt, nhưng mà khi mà xe cũ rồi á mình qua thế gì sử dụng thì đương nhiên nó sẽ thụt giá xuống. Và tùy xe, có những anh em thấy xe rẻ thì nó xấu, nhưng mà xe này thì mình theo mình đánh giá thì nó vẫn ổn, anh em coi thì anh em thấy nó ổn. Thứ nhất là dĩa nó chưa có sâu, còn dĩa còn bố thắng, còn nhông sinh dĩa, còn mọi thứ còn hết, rồi tem zin vẫn còn luôn, thì ok xe này lụm về anh em mình tập chơi. Và nhiều anh em tôi xích nói sao mà đừng có chơi xe nhỏ, thì mình phải chơi xe nhỏ chứ không lên xe lớn được. Hồi xưa mình cũng vậy chứ, bây giờ đùng phát lên xe lớn hả, không quen xe là nguy hiểm, nguy hiểm cho mình rồi, nguy hiểm đủ thứ hết, nên đi xe này là ok nhất. Lại cái này Honda nó cũng bền nè, xe nè cho anh em coi, hai chìa khóa đầy đủ luôn
Còn anh em nào mà chưa có mua, chưa có sử dụng dịch vụ cho bên mình á, thì cũng đừng có đánh giá vội. Với lại mấy anh em á, mua xe mắc tiền á, thì đối với xe vài chục triệu là mắc rồi, anh em chịu khó anh em gọi số điện thoại đó, số điện thoại mình gọi, gọi trực tiếp rồi Minh còn hay không là không. Chứ nhiều khi anh em nhắn tin không rõ ràng, nhiều anh em cũng nhắn là giá, biết xe gì mà trả lời, nhắn qua cái chữ giá không à, biết xe gì trả lời. Rồi đó, thì mình mua xe mắc tiền thì chịu khó alo một cuộc gọi, rồi bên mình sẽ tư vấn cho anh em. Còn thôi anh em sẽ tới trực tiếp showroom mình là sẽ có nhân viên tư vấn. Và một cái nữa là anh em ở xa, nếu mà anh em ở xa anh em tin tưởng thì ok, mình sẽ gửi xe, mình sẽ chỉ anh em làm giấy tờ. Còn anh em không tin tưởng thì thôi là không có cần anh em mua đâu. Còn anh em tin tưởng thì anh em cũng thấy rồi, những anh em ở xa thì anh em cũng vẫn ủng hộ bên mình được. Nhưng mà đối với điều kiện là mình sẽ hướng dẫn anh em làm thủ tục giấy tờ. Có một khách mình vẫn hướng dẫn anh em làm giấy tờ mà khách đó không mua anh em à. Mình hướng dẫn anh em làm giấy tờ thì đương nhiên á, là khi mà mình gửi xe á, là phải có cà vẹt là mới gửi được. Mình giải thích cho anh em, khi có cà vẹt mới gửi được. Và khi mà khách phải gửi lại cho mình để mình ký về cửa hàng rút hồ sơ, rồi mình chuyển hồ sơ lại. Không, ổng không chịu. Ổng bắt á, là phải ra bưu điện, ký bưu điện xong ổng ký qua bưu điện rồi gửi qua cho ổng. Không được, không được, cho nên mình cũng không bán được đó. Thì nó phải có đúng luật lệ anh em, chứ không có bao giờ mà ra bưu điện. Bưu điện nó làm gì có quyền, bưu điện làm gì có cái quyền mà công chứng giấy tờ cho anh em. Không có cái quyền bưu điện, đó chỉ có việc gửi hàng thôi. Ví dụ anh em gửi hồ sơ giấy tờ ra thì bưu điện chỉ gửi thôi. Còn công chứng á, là mình phải ra phòng công chứng, giống như bây giờ mình với ông anh này ra phòng công chứng. Còn ví dụ như anh em ở xa, anh em ở Bắc đi, anh em vô không được, thì có nghĩa là mình phải ra công chứng cái xe đó về cửa hàng. Cửa hàng mình đi nộp thuế, xong rồi mình sẽ xuất hóa đơn về cái tên, xuất hóa đơn rút hồ sơ gốc, xong mình xuất hóa đơn về cái tên của anh em, cái tên mà người mua ngoài Bắc á, rồi mình lấy cái tập hồ sơ đó mình gửi ra ngoài Bắc cho anh em. Đó, khi mà anh em không ký được thì mình bắt buộc mình phải ký về cửa hàng rút hồ sơ, xuất hóa đơn đó anh em. Thì cái đó thì nó sẽ tốn thêm một miếng kinh phí. Còn khi mà anh em ra ký trực tiếp như mình với ông anh này bây giờ chuẩn bị ký á, thì không có tốn phí gì hết, bên mình đã lo hết phí rồi. Đó, về phí hồ sơ mua bán ủy quyền bên mình lo hết phí, thì anh em chỉ cần cầm cái xe chạy về là xong. Đó, đó là cái thủ tục. Dạ đúng rồi, cái bình xăng này dán thêm vô cho nó khỏi chạy. Dạ. Rồi ok ha, vậy anh cũng có tiếp clip ở đây. Đó thì mình nói anh em trong clip này, đối với mình đăng là xe thực tế, đăng giá đàng hoàng, giá đàng hoàng chứ không phải là đăng như comment đồ, chưa ủng hộ dịch vụ. Và khi mà một anh em đến em mua xe là mình không phải là khách hàng nữa, mình đối với mình đó là một sự mang ơn luôn anh em à. Tại nhờ có anh em thì mình mới có kinh phí. Đó, kinh phí để lo cho thứ nhất là gia đình mình, thứ hai là mấy anh em mình đó, nó có cơm, nó sống, thì đương nhiên xe là bán phải lời, có chiếc lời nhưng mà cũng có chiếc lỗ. Nói thẳng anh em, có nhiều chiếc lỗ lắm luôn. Ví dụ anh em mua xe về, anh em lúc mua thì không sao, cái anh em dựng vài bữa cái nó xì phuộc. Đó, cái đó là trong cái điều kiện bảo hành của mình là 500 km đầu tiên là mình có bảo hành hết. Đó, anh em nào mà đã chơi xe lâu năm anh em biết, lúc mua về không sao, cái dựng cái là nó bị xì phuộc là phải sửa, phải thay cái phốt phuộc là hết 1 triệu mấy 2 triệu rồi. Đó, nhiều xe là nó vậy đó anh em. Rồi ok anh em, bây giờ mình kết thúc clip đây để mình tập trung mình làm giấy tờ cho ảnh rồi đẩy xe ra thay nhớt luôn em. Đẩy xe ra thay nhớt, bên mình có bảo trì bảo dưỡng thay nhớt xe đầy đủ nên anh em cứ yên tâm nha. Rồi ok anh em. Con này về nhưng mà chưa có làm giấy tờ với khách. Chưa có xong. Dạ xe này đẹp. Rồi cứ để đó rồi. Rồi ok anh em ha, chúc anh em một ngày làm việc nhiều sức khỏe.